Ủa, đây à? Con Lam vô đây à? Mẹ đang ăn. À ăn hả? Đây này, mẹ đang đi lấy rổ lên mà sao mà nhanh chân nhanh tay thế? Đi, đi lại đây mẹ bóc cho. Mẹ bóc cho con đi. Ok, bóc nhé. Đây mẹ đi lấy đĩa, lấy dao, lấy rổ lên để cắt đây này. Mẹ cắt nha. Cứng lắm. Mẹ để tâm mắt. Bóc xong rồi nước nó bắn vào mắt ấy. Cái axit của cam này nó bắn vào mắt. Đây này. Con bóc ra cho em ăn đấy. Thì mẹ bóc thêm quả nữa nha. Hai đứa có ăn dưa lê không? Đi lại đây mẹ bóc cho. Đi. Lại đây mẹ lấy cho ăn. Ngồi đây, con ngồi đây. Đi, con đang không ngồi với mẹ nè. Đi sang đây. Thế ngồi đấy chị bóc cho con ăn nha. Ăn cam này tốt cho sức khỏe lắm á. Bằng cao bằng luôn. Bằng đi xe đạp anh cũng được. Đúng rồi, ăn để cao lớn để mới đi xe đạp anh cũng được đúng không? Con thích đi xe đạp đúng không? Đi xe đạp xong rồi chở em Ti đi chơi với nhá. Mẹ. Thử ăn xem ngọt không con? Ngọt. Ủa sao con bóc hết ra thế? Hết. Rổ cam siêu to luôn. Ăn đến ngày mai mới hết. Hết. Ừ, con ăn đi. Mẹ cho anh thêm. Con ăn đi. Ngon chứ. Ra nếp. Con cắn ra, cắn ra ở bên trong nó ngọt nên mẹ con à. Cầm đấy. Đúng rồi, ăn đi. Con đừng bóc muối ra thế nữa, con ăn đi. Ngọt không? Hai đứa có ăn dưa lê không? Dưa lê đây rồi. Mẹ bọc vỏ lại nhá. Thơm nhở? Mùi dưa lê thơm quá là thơm. Thì có ăn không? Đây. Con ăn thử dưa này xem này. Em ơi, ăn chạy này. Thì ăn thử miếng này xem tí này. Con ăn không? Thơm lắm. Này tí. Con cầm đấy. Con cầm đi, này. Không ăn à? Sao vậy? Thì ăn cam nhá. Ăn dưa này ngon nè. Ngọt lắm. Con cắt đi được. Hả? Con cắt đi được. Con cắt đi hả? Con cắt đi được. Mẹ không nghe gì cả. Con cắt đi được. Ừ. Dạ. Mẹ đi làm được. Ừ. Tiêm thích ăn nữa à? Nè.
Dưa ngon mà. Mẹ cầm cho thì ăn không cầm. Đi ăn dưa hả? Không ăn dưa thì em không ăn dưa thì mẹ ăn dưa con ăn cam đi. Ăn không? Ngon mà. Tí giờ toàn ngồi nhìn mẹ. Nhìn em đi ăn cam kìa. Nhìn như kiểu là tiểu thư ăn ấy. Con cho mẹ hả? Gì nữa không? Ăn xoài không? Thế mẹ lấy cái sơ này ra cho nó. Thế mẹ bóc. Mẹ bóc cho Titi một muỗng nhé. Titi không ăn cái vỏ này. Ăn không? Trời ơi, hai chị em ăn làm rớt hết xuống đây rồi. Titi ăn hay gấu ăn đây? Rớt hết xuống đây rồi. Titi ăn đi con. Cái muối này mẹ bóc vỏ rồi đấy.